Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta chào đón những người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Hoa hậu hết nha quý vị. Hoa hậu nha. Để coi họ là hoa hậu gì. Xin mời vị trí số 1. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là hoa hậu khói lửa miệt vườn. Mỗi lúc rảnh rỗi, tôi thường nấu nước sôi để xông hơi cho nó thông thoáng lỗ chân lông và cung cấp vitamin C. Xin cảm ơn. Hay quá. Thế này là về da. Cái này anh Đức phải học hỏi nha. Em học hỏi. Học hỏi. Mời vị trí số 2. Xin chào mọi người. Tôi là người đẹp hoa hồng khai xuyên lục địa. Cái hoa hồng khi cào qua cào lại trên mặt tôi sẽ giúp tôi có một làn da trắng sáng và tẩy đi tế bào chết. Anh Đức, nếu anh có nhu cầu lăn kim để trị rỗ thì hãy sử dụng phương pháp của em, đảm bảo bao láng, bao bóng và bao hết ế. Nhớ nha, có gì liên hệ nha. Bữa nay là giống như sếp cho em chọn ai. Đúng, là số 1. Ngày của em. À dạ. Bao láng, bao bóng nha, chị mới nói hồi nãy nha. Dạ. Có gì liên hệ chị. Rồi, ok. Mời vị trí số 3. Xin chào mọi người. Tôi là hoa hậu ôm tạ quốc gia. Tôi cầm cục tạ 1 kg để cho mọi người nghĩ. Tôi có sức mạnh và sự thật, tôi mạnh thật sự. Mời vị trí thứ 4. Xin chào mọi người. Em là Miss Salad trộn dầu giấm. Mọi người có thể gọi em là người đẹp salad. Hãy ăn salad để có thể đẹp số dách. Yeah. Ghê không? Dữ dội lắm á. Mời vị trí cuối cùng. Xin chào mọi người. Em là hoa hậu cà rốt Hoàn Vũ. Em ăn cà rốt, nấu canh cà rốt, uống nước ép cà rốt, trồng cà rốt và selfie cùng cà rốt. Cà rốt giúp em giảm cân và đẹp toàn diện. Đặc biệt trong cà rốt có vitamin A sẽ giúp biệt đội xếp hạng được sáng mắt. Xin cảm ơn. Cô ấy là dùng cà rốt trong mọi hoạt động, mọi lúc mọi nơi. Mọi lúc mọi nơi, sáng trưa chiều tối cần là dùng cà rốt. Dạ vâng ạ. Họ chỉ mới giới thiệu họ là hoa hậu. Hoa hậu gì? Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là gì? Mọi người hãy đoán đi nào. Em nghĩ đây là chủ đề ai mà trước khi trở thành hoa hậu là số cân nặng nặng nhất, giảm cân xuống thành hoa hậu. À, ai là có cái số lượng cân nặng được giảm trong thời gian nhất định nhanh nhất cũng có thể. Hoặc có thể là ai là hoa hậu có nhiều cơ nhất. Tại vì nãy giờ em thấy những cái chị hoa hậu giới thiệu là liên quan tới sức khỏe. Thì ví dụ như là ăn uống hay là chế độ tập dưỡng này nọ thì có thể là tăng cơ hay như thế nào để cho có một cái bóc dáng đẹp nhất. Em nghĩ là ai là người đi thi nhiều giải hoa hậu nhất. Ai đã từng thi nhiều lần nhất đó. Ghê ta. Thưa quý vị thân mến, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là xếp hạng ai là người phụ nữ mạnh nhất, mạnh về thể chất, giống như cái mạng chặt dừa chặt dưa hấu hồi nãy. Bây giờ chúng ta đến với người đầu tiên để xem chính xác cô ấy đang sở hữu trong tay sức mạnh như thế nào. Xin mời. Xin chào mọi người, tôi tên là Diệp Bảo Quân. Với cuộc sống ồn ào và tấp nập như hiện tại, tôi luôn muốn chọn cho mình một khoảng lặng. Khoảng lặng để suy ngẫm về cuộc sống và nhìn nhận lại chính bản thân mình. Tôi chọn cho mình bộ môn yoga bởi vì yoga không chỉ giúp cho tôi có một cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai mà còn giúp cho tinh thần được cân bằng và thư giãn. Yoga như là một làn gió mát làm cho tôi cảm thấy thật là thư thái và tràn đầy sinh khí. Vậy các bạn hãy đoán thử xem sức mạnh của tôi ở mức độ nào nha. Chết luôn.
có vậy là được chứ hả? Ủa? Ôi. Chết rồi, coi chừng bé Ngân nó bị văng vô cái chết à. Chạy đi em. Thưa quý vị, vừa rồi là một màn trình diễn bộ phim chúng tôi sắp đóng Bao Giờ Con Trở Lại. Wow, hay quá. Cảm ơn các bạn Cascader đã hỗ trợ rất là nhiều. Cảm ơn. Chào em. Vỗ tay cho Diệp Bảo Quân thưa quý vị. Hay quá. Vừa rồi là màn đánh đấm không trật vào đâu được. Nếu lát nữa mà các anh chị đây có một cái nhã ý là muốn tập lại cú đánh chung với em thì em có hợp tác không? Dạ vâng, hợp tác à. Nhưng mà ai quýnh với em? Dạ anh Đức. Này à, trời ơi, anh là anh cũng muốn tỉ thí với em nhưng mà ở đây có một người vừa mới khoe. Đúng rồi, mới vừa khoe luôn. Thúy Ngân đã từng nhào lộn bay những cái cú kẹp cổ đó, đưa video clip cho mọi người coi nữa. Em lên làm lại đi em. Hôm nay là em mặc váy làm sao mà em kẹp cổ được anh. Giờ là mình nhịn ta thôi đúng không chị? Bây giờ anh Đức đóng vai bắt cóc em bé đi. Em đóng vai em bé cho. Em đóng vai em bé cho. Ẩm em bé chạy đi á anh. Cái cảnh mà ẩm em bé chạy đi. Em ở đây không phải là em muốn anh đi ra ngoài đó để cho người ta kẹp cổ đánh anh, mà em muốn gài để anh bế em thôi đúng không? Bế em thôi đúng không? Đúng không? Em chối nữa. Khiêm tốn một chút xíu đi. Thấy dạ là hết giá bắt cóc luôn. Thưa quý vị, Diệp Bảo Quân hiện tại công việc là? Tại em là thành viên của câu lạc bộ Cascader Quốc Thịnh. Trời ơi, em không có cú kẹp cổ đó cũng quên anh Thịnh đó anh. Rồi mình bao nhiêu lâu rồi? Em tập từ năm 2013 đến giờ là hơn 6 năm rồi. Hơn 6 năm. Rồi có bạn trai chưa? Dạ sợ vậy hết rồi. Thưa các anh chị thân mến, bây giờ lúc chúng ta hỏi để tìm ra cô ấy sức mạnh như thế nào, để lát nữa mình tính toán và xếp hạng vị trí nào là hợp lý. Xin mời. Chị ơi, chị học 6 năm rồi mà ngày nào chị cũng tập hay là lâu lâu chị mới tập một lần? Trước là ngày nào em cũng tập, nhưng mà khoảng hơn một năm nay thì thỉnh thoảng khi có thời gian em mới tập. Là khoảng hơn 5 năm là em tập suốt. Ngoài tập Cascader ra là em có tập gym hay là tập thể lực, tập tạ gì không em? Dạ trước khi tập Cascader là em tập yoga. Yoga đó.
Yoga thì là sức bền, sức dẻo dai thôi, chứ còn sức mạnh là không mạnh phải. Nha, yoga cũng mạnh nha anh, tại vì có những cái bài tập mình phải nâng cả thân người mình lên, tay tập trung đó, rồi rất là ghê gớm. Hồi nãy là khi mà coi clip á, thì thấy bắp tay của bạn nãy em có nói là rất là cuồn cuộn và nhiều cơ, đúng không? Nghĩa là đôi tay này chắc chắn cũng đã từng nâng tạ. Không, không nâng tạ mà cơ cỡ đó hả? Em ơi, cho anh hỏi một cái. Em làm cascader á, vậy thì trong những cái lần mà em đóng thế á, thì cái pha đóng thế nào, như là cái vai nào mà cho tới giờ em đánh giá nó là cái pha nguy hiểm nhất đối với em? Là phim Hồn Ba Ba Da Con Gái, là cái lần em thế vai cho Cathy. Là cái đoạn mà Cathy té từ trên cái chiếc xe xuống và văng lên trên rồi bị dây điện giật á, rồi rớt xuống á. Thì cái cảnh đó là em làm, thì em lúc mà lộn xuống thì em bị cắm cái đầu xuống, thì em bị chật cái cổ. Thì khoảng cũng nghỉ dưỡng đó, cũng khoảng gần một năm á. Hồi nãy thì coi cái đoạn clip xong thì Khánh với chị Dạ có nói là nhìn bạn bắp tay rất là cuồn cuộn. Thì bây giờ bạn cũng có chia sẻ là khoảng một năm dạo gần đây thì là bạn cũng không có còn tập skateboarder nhiều, chỉ khi nào rảnh thì mới tập thôi. Ít tập lại thì cái cơ của mình nó có bị suy giảm không hay là nó vẫn như vậy? Dạ không, tại vì cái đoạn clip này là cũng vừa mới quay á, là cái đó là hình ảnh thực tế. Wow, vậy là cũng đâu có suy giảm nhiều dạ, đâu. Vậy là chắc là vẫn là rất là khỏe. Mà ngoài skateboarder ra thì em làm công việc gì nữa? Hiện tại thì em làm kinh doanh riêng nhỏ lẻ thôi. À, trong kinh doanh là em đâu có khiên giác gì hả? Dạ không. Vậy thì chắc là sức mạnh của em cũng tới đó thôi, không tính nổi đâu. Trong cái câu lạc bộ Cascader Quốc Thịnh của em á, em đã bao giờ mà giống như là tỉ thí hoặc một cái cuộc chơi nho nhỏ với lại các bạn nam khác không? Chẳng hạn như là chơi vật tay các kiểu, có không? Dạ không, tại vì thường bên em là chỉ các anh em với nhau tập bài để nâng cao cái khả năng của mình với lại thể lực của mình. Ý thôi. Là trong lúc chơi á, giỡn có bao giờ thử với mấy anh vậy, thử vậy chưa hay là có ai thử mà thử đi vật? Dạ không, không ai. Vật tay gái, vật tay với trai. Không, bây giờ là anh Đức lỡ khơi cái màu vật tay rồi, không, bây giờ Thúy Ngân lên thử cho bạn nào vật tay mạnh hơn được không? Đúng rồi, Ngân em thử đi Ngân. Để mình đo được thử với sức mạnh của bạn. Xin này xin cái bàn đâu. Lên đây rồi cái bụng rồi, gì đó Ngân, em lên em. Rồi, rất lên bật tay. Dạ em chơi với chị Ngân thì em thấy ông tự tin lắm, tại vì con gái với nhau không mà ai chơi vậy đúng không anh? Mình chơi với anh Đức. Có vẻ hợp lý hơn. Rồi, anh Đức. Trời ơi, Đức ơi, mình giật mà thua con gái là ghê lắm. Lên đây Đức ơi. Bây giờ em phải giao kèo luôn. Thua là lấy. Thua là lấy. Bậy bậy rồi. Thật sự những cái vấn đề này không có làm khó khăn em được, nhưng mà do cái cú đầu tiên em chặt dưa hấu cho nên là cũng có một chút suy yếu rồi nha mọi người, chứ thực sự tôi rất mạnh. Dạ, ai được giải thích lên phường anh ơi. Mời để vô. Thiệt hả em? Tay phải để đây, tay trái giữ đây. Thiệt hả em? Tay trái giữ đây. Mình gồng mà mình đừng có để vậy, mình vậy được không? Bậy bậy rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi. Anh thích anh giữ tự trọng một xíu đi. Em ơi, em nhường anh xíu đi. Khỏe quá. Còn nói gì nữa chưa quý vị? Còn nói gì nữa? Cái nhai vừa hấu anh ơi. Thưa quý vị, anh Đức là một người đàn ông đã trưởng thành. Năm nay vừa tròn 33 tuổi. Sự nghiệp ổn định, gia đình hoành tráng, có xe hơi, có nhà riêng biệt. Hơi yếu. Hơi yếu chết rồi. Hơi yếu. Chuyện gì cũng có lý do hết đó các bạn. Hồi nãy là tôi thấy anh Đức là dính vô cột ít nhất phải 2 lần. Có những cái điều mà
đôi khi có mà... những cái điều mà khi mình thua mình phải biết nhục. Không, mình trước người phụ nữ mình nhận mình yếu hơn người phụ nữ thôi. Cũng không sao. Em ơi, em nhường em trước đi. Thôi. Chứ anh có dám ở nhà anh có dám ho gì với vợ anh không? Chờ anh ho hoài. Chờ anh ho hoài anh bệnh mà. Em là một trong những đối thủ đáng gồm để xếp hạng. Và tôi lưu tâm với các anh chị và các bạn, nhỏ như vậy nhưng mà sức mạnh dẻo dai, cơ bắp cuồn cuộn và lực rất mạnh. Các cô sau cũng phải đề phòng cô này.